Hôm nay tới quầy hàng demo, Thành phát hiện có một cái máy cưa xích rất nhỏ gọn của Makita, đó là UC100D. Con này thì lam của nó là 100mm và nó xài pin 12V nha anh em. Cách thân cây vừa vừa và thân cây nhỏ là rất là ngon nha. Máy chạy êm và an toàn. Và ngày mai 10 tháng 2 sẽ là ngày cuối cùng của Roadshow Makita, anh em tới để trải nghiệm những cái máy xịn sò như thế này nhé.